Đội tuyển U23 Nhật Bản tiến vào tứ kết môn bóng đá nam Olympic Paris 2024 với tư cách đội đầu bảng để đội bóng của huấn luyện viên Oiwa gây ấn tượng mạnh khi toàn thắng 3 trận vòng bảng trước các đối thủ rất khó chịu là Paraguay, Mali và Israel mà không thủng lưới lần nào. Đặc biệt, U23 Nhật Bản đánh bại U23 Israel ở lượt trận cuối vòng bảng với đội hình bao gồm nhiều cầu thủ dự bị, đó là thời điểm Samurai xanh đã giành vé đi tiếp và gần như chắc chắn giành ngôi đầu bảng. Đối đầu với U23 Tây Ban Nha trong trận đấu tối nay, U23 Nhật Bản bị đánh giá thấp hơn, nhưng đó chỉ là về lý thuyết, thực tế chứng minh đội bóng của huấn luyện viên Oiwa đủ sức tạo ra bất ngờ nhờ hàng phòng ngự siêu chắc chắn và khả năng phản công nhanh sắc bén. Trong khi đó, U23 Tây Ban Nha gây thất vọng khi thua U23 Ai Cập ở lượt trận cuối và đánh mất ngôi đầu bảng trong trận đấu họ chỉ cần hòa. Giống như huấn luyện viên Oiwa, huấn luyện viên Denia chủ động cho các cầu thủ quan trọng nghỉ ngơi nhưng kết quả cuối cùng nằm ngoài mong đợi của ông. Ở giải đấu năm nay, U23 Tây Ban Nha không còn triệu tập nhiều ngôi sao lớn như tại Tokyo 2021. Đây là lý do khiến họ thi đấu chật vật trong cả ba trận đấu vòng bảng. U23 Uzbekistan và Dominica không thể tạo ra bất ngờ vì thiếu chất lượng trong các đợt phản công nhanh. Nhưng Nhật Bản thì khác, với một loạt cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu như Yamoto, Mito, Saito. Họ có nền tảng để so tài với bất cứ đối thủ nào tại Paris 2024. Nhật Bản đang giữ được thành tích toàn thắng ấn tượng tại Olympic 2024 trong khi Tây Ban Nha đã để thua một trận và mất ngôi đầu bảng C. Dù vậy, Tây Ban Nha vẫn được đánh giá cao hơn ở trận tứ kết sắp tới. Nhật Bản đã nối dài phong độ ấn tượng tới vòng bảng Olympic năm nay. Đoàn quân của huấn luyện viên Oiwa đã giành chiến thắng ở cả ba trận đấu với Paraguay, Mali và Israel ở bảng D mà không để thủng lưới. Nhật Bản cùng với Pháp là hai đội duy nhất đạt được thành tích toàn thắng ở vòng bảng Olympic Paris. Nhật Bản ghi được 7 bàn thắng ở vòng bảng và không thủng lưới lần nào họ ra quân ở giải đấu với chiến thắng hủy diệt năm 0 trước Paraguay. Sau đó, Nhật giành những chiến thắng có phần vất vả trước Mali và Israel. Họ cần tới bàn thắng ở phút 82 của Rihito Iamoto và bàn thắng ở phút 91 của Mao Soya để kết liễu lần lượt Mali và Israel. Phong độ của Nhật Bản lúc này rất ấn tượng. Họ đã thắng 7 trong 8 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Đây là một cái đà tốt để Nhật Bản hướng tới tấm huy chương vàng đầu tiên trong lịch sử tham dự Olympic. Cho đến lúc này, thành tích tốt nhất của Nhật Bản chỉ là về đích thứ tư ở các kỳ Olympic London 2012 và Tokyo 2020. Và để hướng tới mục tiêu giành huy chương ở giải đấu năm nay, Nhật Bản sẽ phải vượt qua một đối thủ vô cùng khó là Tây Ban Nha ngay ở vòng tứ kết. Tây Ban Nha đã giành vé sớm vào vòng tứ kết với hai chiến thắng liên tiếp trước Uzbekistan và Cộng hòa Dominica. Tuy nhiên, đoàn quân của huấn luyện viên Santi Denia bất ngờ để thua sốc trước Ai Cập ở lượt trận cuối cùng và mất luôn ngôi đầu bảng. Ibrahim Adeol lập cú đúp cho Ai Cập và Tây Ban Nha chỉ có được bàn danh dự ở phút 90 do công của Samu Omorodion. Kết quả này khiến Tây Ban Nha phải đụng Nhật Bản từ sớm. Dù sao, điểm tích cực là Tây Ban Nha rơi vào nhánh đấu dễ thở hơn khi chỉ phải gặp Morocco hoặc Mỹ ở bán kết. Ở nhánh còn lại, đối thủ tiềm năng ở bán kết là chủ nhà Pháp hoặc ứng viên vô địch Argentina. Trong lịch sử, Tây Ban Nha cũng mới chỉ giành được một huy chương vàng Olympic tại Barcelona 1992. Hè này đội hình Tây Ban Nha sở hữu nhiều cầu thủ tốt và đang được đánh giá là một ứng viên tiềm năng. Ở lần gặp gỡ gần nhất, Tây Ban Nha đã đánh bại Nhật Bản với tỷ số 1-0 ở vòng bán kết nhờ bàn thắng của Marco Asensio ở hiệp phụ thứ hai. Đó là một màn phục thù của Tây Ban Nha sau khi để thua Nhật Bản ở Olympic 2012. Ở trận đấu tới, Tây Ban Nha sẽ đón chào sự trở lại của trung vệ trẻ Pau Kubasi sau án treo giò, Alex Baena, Fermin Lopez và Eric Garcia là những cái tên đáng chú ý khác trong đội hình của La Rosa. Màn so tài giữa đội tuyển U23 Tây Ban Nha và U23 Nhật Bản sẽ diễn ra lúc 22 giờ hôm nay mùng 2 tháng 8. Chúng tôi dự đoán U23 Nhật Bản sẽ vào bán kết.